Dạ em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này em cua luôn. Dạ đúng. Đúng rồi. Chào chị em. Xin mời. Ngồi đi cưng. Chào hai em. Rồi giới thiệu về mình. Dạ em tên là Hoàng Anh Văn. Năm nay em 24 tuổi. Ừ. Công việc của em là bên ở chị điện. À. Còn em? Dạ em tên là Võ Ngọc Châu. Năm nay em 27 tuổi. Em là giảng viên ạ. Giảng viên về môn gì? Dạ em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này em cua luôn. Dạ đúng. Đúng xác. Cô giáo. Dạ. Sinh viên. Dạ. 27 24. Thế thì ai là người để ý ai trước? Nói gì để ý, tụi em cũng chưa để ý nhau đâu. Dạ. Như là chọc ghẹo nhau, không biết lúc nào yêu nữa. Chọc ghẹo sao? Dạ không, sao? Dạ là như thế này. Là cô giáo giảng bài, điện thoại, laptop để kế bên. Ừ. Mà em ngồi bằng đầu. Ừ. Cái là em nhanh tay lắm. Em giật điện thoại, cái em nhá qua điện thoại em liền. Là em biết số. Về cái hỏi thăm cô. Từ từ. Cái lúc mà hôm mà em về em nhận được cái số điện thoại hoặc cái lời hỏi thăm đó, em có biết đây là cậu học trò này không? Dạ thì mới đầu không biết, nhưng mà sau rồi nhắn tin qua lại thì mới biết. Không biết. Biết hả? Dạ. Vậy thì lúc đó là em nghĩ anh này cảm nhận với em như thế nào? Anh này cũng là cũng lý lắc trong lớp nên nghĩ là cũng nhắn chơi với lại nhá ơi cô chấm điểm dễ cho mấy bạn trong lớp giùm em này kia. Mình tưởng là cũng thương các bạn trong lớp, thật ra có ý đồ khác đâu biết đâu. Bao lâu thì em gọi là chính thức nhận ra là cậu học trò này yêu mình? Và lúc đầu nhắn mấy tin rồi sau này em thấy nghe có mùi mùi rồi đó. Mùi mùi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có bạn trai gì chưa hay là? Dạ lúc đó thì em mới chia tay với người yêu cũ. Nhưng mà em có tiếp nhận không? Em có cảm thấy là tò mò với cái mùi vị này không? Dạ mới đầu thì em cũng không quan tâm đâu. Ừ. Nhưng mà khi mà add nick Yahoo của em á thì em thấy nick Yahoo là có ngày tháng năm sinh. Mà cái ngày sinh đó thì lại trùng với ngày sinh của người yêu cũ của em. Và lúc đó em mới chia tay người yêu cũ rất là buồn. Tức là bạn này có một cái gì đặc biệt hơn chút. Dạ. So với những người khác. Dạ. Thì còn khi mà em cua cô giáo á, thì em có cái chiêu gì khác tất cả những cái người khác không? Dạ có chứ chị. Ví dụ 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta em phải hát cho vợ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới nó sủa ầm ầm ầm. Cái em sợ quá. Có cái chi tiết mà con chó nó sủa. Em sợ quá. Em sợ quá, em chạy năm. Cái tao tưởng ăn trộm, tao tưởng ăn trộm. Cái em chạy về phòng, em kêu mẹ em: mày đi ngủ, tắt đèn, khóa cửa, đi ngủ. Mẹ em biết gì lắm rồi đó. Rồi dưới tao la quá trời là. Ủa là nhà cô giáo với nhà em bộ cách gần nhau lắm hay sao mà? Dạ không xa lắm xa chị. Xa lắm ạ. Vậy mà đứng ở trên nóc nhà làm sao cô giáo nghe? Em nghe điện thoại chị. Điện thoại. Có nghĩa là em ở trên sân thượng. Không, em leo qua nhà người ta, nóc nhà người ta luôn. Trời ơi, ghê quá. Em có nhớ là em hát cái gì không? Ca khúc gì vậy? Ngày xưa em hát, em thích nhất là bài Đợi Chờ Là Hạnh Phúc. Nhưng mà em xài cái chiêu này trong bao lâu thì vợ em đổ? 5-6 tháng nghĩ chị. Còn khúc cây cứng nữa là hôm đó là muốn cũng là Noel muốn dẫn vợ em là về nhà em chơi. Chứ vợ em nói là bây giờ anh thổi được 100 cái bong bóng em mới theo anh về nhà anh chơi. Trời ơi, em cũng gan, em cũng chơi luôn. Em thổi 100 cái bong bóng hôm đó, giờ em nghĩ lại mình đúng hình ngu thiệt. Thổi xong hôm đó cái miệng nó không nói được luôn, không nói luôn á. Bây giờ em cũng hí hẳn cầm bong bóng bắt em chạy vòng hình ngoài đường đó, xong mới chịu đi về nhà anh chơi. Có phải là vì những cái hành động đó và cái tấm chân tình đó mà em đã ngã lòng với anh em? Dạ cũng một phần. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu, em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn. Ừ. Rồi lo sợ nhiều thứ lắm. Nên là không có muốn quen. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát. Cái tự động cái hát cái làm em cảm động. Rồi tiếp theo cái em không chịu quen cái làm nũng nó, bây giờ cô không quen em là em nghỉ học. Thâm vậy đó. Thâm dữ. Cô hết hồn cô quen luôn. Hương hôm đó là cái bạn này bạn tỏ tình sao rồi xưng hô sao? Cô ơi, yêu em đi hả hay sao? Ngày đó là em nhớ suốt bây giờ luôn, không bao giờ em quên được. Đó. Hôm đó nó yêu xong em cô giáo lơ ly. Em chết thời cơ, em kiếp một cái. Xong cô giáo quay lại một cái bớt mặt em, năm ngón tay mặt nó về em cũng không nhớ. Vậy đó hả? Trời ơi. Mà lúc đó là đang ở đâu?
Dạ đang đi học bài ở trong khuôn viên của trường. Và lúc đó là đã là chắc là tình trong như đã một ngoài còn e rồi. Dạ lúc đó cũng thích thích à, là lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà trong lúc yêu nhau thì hai bạn có giấu thân thế không? Trời giấu dữ lắm, giấu ghê lắm. Nhưng mà giấu như vậy thì bao lâu thì cái kim mới loại loài ra? Dạ khi nào thì hát thiệp cưới. Hay vậy, giấu cái gì mà hay vậy trời. Rồi hai cô trò yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ chính xác là 3 năm, cái ngày mà kỷ niệm 3 năm là ngày cưới. Ồ. Cuối nhưng mà còn chị này hỏi nè, rồi cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? À, dạ có chứ. Nếu mà giữ nhau chắc một bữa đêm tận một chút vui quá. Trời ơi, biết ngay là sao? Đúng không? Đúng không? Dạ cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đêm tân hôn mà hai vợ chồng hả cãi nhau banh xác luôn á. Trời ơi cãi nhau quá trời luôn, giận ảnh làm hoài không được, cái ảnh quay là ảnh giận xong rồi ảnh quay lưng đi rồi á, giống như là con nít vậy đó. Thì em lúc đó em rất là uất ức, lúc đó mình cảm thấy mình bị hắt hủi thì không có được quan tâm, bị hụt hẫng. Dạ bị hụt hẫng lắm, em nói trời ơi cho cưới chồng gì không quan tâm gì hết á, chỉ biết lo cho nghĩ cho mình không mà. Lúc đó là vợ cần sự quan tâm, hỏi là em có sao không, có như thế nào không, bỏ mặc vợ ngồi một góc vậy đó, còn nằm trùm chăn ngoay ngoắt đi. Ai biểu cưới ông trời chứ. Tức lắm chứ em. Không có kinh nghiệm. Trời em tức quá, em gọi cho mẹ em khóc quá trời khóc luôn. Chung là lúc đó là em muốn bỏ luôn á. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện nhưng mà cái tâm lý nó cũng bị áp lực đúng không? Dạ. Ra đâu phải là cặp nào mà đêm tân hôn cũng thành công đâu. Dạ suốt tuần luôn ạ. Suốt tuần trăng mật luôn. Một tuần luôn. Một tuần luôn thành công luôn. Không. Một tuần đó phải gọi là một tuần dập mật. Dạ. Dập mật anh. Toàn tập luôn. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Em phát hiện ở cái cầu học trò này bây giờ là ông xã mình đó là có cái điểm gì xấu? Hay càng nhằn hay càng ràm. Xấu nhất á, xấu đau, xấu đớn luôn á. Nóng tính lên á, xưng hô không có tốt với vợ. Là sao? Em thì thích nhẹ nhàng, dịu dàng. Ảnh bực lên thì không kiềm chế được thì xưng mày tao rồi gì đó. Em mày tao chí tớ vậy như nít vậy đó. Dạ, em rất là giận, em cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Lúc em... đó thì em phản ứng như thế nào? Em nói mày tao lại không? Dạ không, em không giờ nói mày tao hết á. Em giống như em kỹ từ đó lắm. Ừ. Dạ, nên là em nói nhỏ mà hổn quá. Tại nhỏ hơn em mà. Ngày xưa kêu cô mà giờ kêu mày tao vậy tức lắm. Còn không? Dạ không, dạ không. Em không biết còn không, không sợ. Không, sợ là không mà vợ sợ còn. Nóng lên rồi lúc đó không suy nghĩ được. Tại có một lần hứa em đã đời xong hôm sau cãi nhau lại như vậy nữa. Đó là từ cưới với nhau giờ là hai lần á. Hai lần. Nghĩa là hứa với em hai lần là không thực hiện. Dạ hứa một lần. Không, bây giờ mới một lần thôi đúng không? Bây giờ thôi thì em có muốn chồng em hứa với anh với chị Vân và tất cả mọi người khán giả đều. Dạ đây là tâm nguyện của em từ đầu đến trước giờ. Chỉ muốn nói được câu này thôi. À mình phải có trước có sau, nói đi phải nói lại, bây giờ phải hỏi tại sao mà những lúc đó em lại bộc phát ra như vậy. Dạ nhiều lúc vợ em tính tình thì hay quên, thứ hai nữa là có cái tính là làm việc xong rồi cứ bày ra đó. Em tính em gọn gàng em kỹ lắm, về em nói hoài không được, em tức quá em nói một câu vậy em cãi một câu điên máu lên rồi xong rồi đó. Vậy đó hả? Cãi. Chỉ có vấn đề là bừa bộn vậy thôi. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ chị nói là sắp tới tương lai mà những vấn đề gì nó nặng nề hơn cái chuyện bừa bộn nữa, rồi đi đến chuyện xung đột cãi nhau thì em sẽ xưng bằng cái gì nữa? Không, nhưng mà sau này mà gặp tình huống như vậy thì em sẽ có em kiềm chế lại. Phải tìm một cái cách để mà mình chế ngự chính bản thân mình. Dạ. Chẳng hạn như là mình tự xé đồ mình. Bây giờ nè, anh muốn em hứa một lời với người bạn đời mình. Anh hứa với em là sau này sẽ không có những cái... Em đừng nên nhìn cái cành hoa mà anh hứa. nhìn mà xả. Sau này sẽ... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói đến từ đó nữa. Có gì... Nếu mà có chuyện xảy ra, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Bà vợ nói một câu cho chồng mắt được đi. Vậy là em vui lắm rồi. Rồi bây giờ vợ em ở nhà thì có những cái tính xấu gì? Tính hay quên. Ngoài hay quên. Bề bộn. Như cách đây cũng mấy tháng, hai chồng em đi miền Tây chơi, em dắt xe ra ngoài em bóp để tủ lạnh. Em ơi, bóp của anh để tủ lạnh kế điện thoại của em nha. Lúc đi ra giờ em cầm cái điện thoại cái bóp để lại, toàn bộ giấy tờ xe, tiền bạc để bóp hết. Mà hên lắm á, xăng em đổ trước.
Cuối cùng hôm đó là đi miền Tây là trong 12 chồng em còn uống 50 ngàn. Vì đến nhà cái bóp mình chụp hình trong tủ lạnh. Vừa mừng mà vừa giận. Vừa mừng mà vừa giận. Mừng là không mất bóp, giận là tại sao bà vợ mình hay quên vậy. Rồi lúc đó chắc nhìn chồng cười trừ thôi chứ. Dạ không, em sợ lắm. Tại vì hả chồng em hay la này kia đó, lúc đó em co ro lại. À vậy đó, còn em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Bớt cái tính càm ràm đó. Như vậy có nghĩa là bỏ cái càm ràm mà vẫn giữ cái nóng tính. Dạ, bớt nóng tính đi. À, còn em muốn vợ em như thế nào? Bớt đi cái sự hay quên lại. Em có sanh chưa? Dạ chưa, nhưng mà em hay quên. Tại vì á là nếu mà em sanh em còn hay quên nữa. Dạ. Thì chị thấy vậy nè, từ trong sâu thẳm của chồng em á, là chồng em muốn rằng á em phải công nhận chồng em là một người chồng, một người trụ cột của gia đình thực sự. Tại vì sao? Thường tâm lý của những người mà người ta nhỏ tuổi hơn mình đó, người ta luôn luôn muốn chứng tỏ rằng người ta phải là người chồng đích thực, người chồng trụ cột. Và em nên tạo cho chồng em cái cảm giác đó. Tại vì chị thấy chồng em rất là lanh. Còn về phần của vợ em á, vợ em có cái bệnh đó là hoàn toàn vợ em không có muốn mà không có muốn quên. Em không biết sao đó, vợ em những việc lặt chặt á hay quên lắm. Những con số nè, những hàng ẩn thức nè, nhớ cực kỳ. Ở ngoài đời chuyện đó là chuyện mình. Cô trương mà em. Cái này là đáng trí đó, đáng trí. Chứ không phải là, yeah. là hay quên đâu. Có con á, còn đáng trí hơn nữa nghe. Thì về phía chị ha, thì chị thấy gì nè, em chàng cái đó giùm cho vợ em đi. Thì những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái mặc cảm nhỏ nó sẽ xóa đi hết ha. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc ha. Dạ. Cảm ơn hai em.